Nếu như bạn đã quá quen thuộc với những tỷ số cách biệt nhỏ, muốn đổi gió một chút, vậy thì với những chiến thắng 4 năm sau thì sao nào? Vẫn chưa đủ đô đúng không? Nếu vậy, ngày hôm nay anh em chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những trận đấu có tỷ số cách biệt khổng lồ nhất trong lịch sử bóng đá nha. Để xem cách biệt đến 90 bàn trở lên có khiến chúng ta cảm thấy đủ đô rồi hay chưa nha. Liverpool 9-0 Bournemouth. Ngay phút thứ 3, Firmino xử lý khéo léo chết bên cánh phải rồi tạt vào để Luis Diaz bật cao đánh đầu tung lưới Travers. Chưa kịp hoàn hồn, Bournemouth đã phải nhận bàn thua thứ 2. Tài năng trẻ Elliot cứa lòng chân trái rất nhanh đầu vòng cấm nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Có khoảng trống bên ngoài vòng cấm, Trent Alexander-Arnold nã đại bác sấm sét tung lưới Bournemouth. Phải lập công tuyệt đẹp của hậu vệ người Anh nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Liverpool. Sau đường chuyền bật người hậu vệ Bournemouth của Salah, Firmino bất ngờ có cơ hội đệm cận thành nâng tỷ số lên 4-0 khi kim đồng hồ chỉ điểm sang phút 31. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Robertson kiến tạo chính xác cho Van Dijk đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thứ 5 cho The Cup vào phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Sang hiệp 2, sau tình huống cướp bóng ngay phần sân đối phương, Alexander Arnold tạt vào khó chịu khiến trung vệ Mayframe đá phản lưới nhà. Từ tình huống đá phạt góc, Robertson tiếp tục có đường tạt vào khó chịu, buộc Travers phải tung người cứu thua. Firmino nhân cơ hội có mặt đúng lúc để ghi bàn dễ dàng nâng tỷ số lên 7-0. Tsimikas kiến tạo thuận lợi để tân binh Fabio Carvalho bắt vô lê chân phải đẹp mắt ghi bàn thứ 8. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Luis Diaz lắc đầu hiểm hóc ghi bàn thắng thứ 9 của trận đấu. Đây cũng là pha lập công cuối cùng của Liverpool, kết thúc buổi hành xác dã man với nạn nhân tội nghiệp Bournemouth. MU 9-0 Southampton. Phút 18, Luke Shaw thực hiện đường chuyền từ cánh trái cho Wan-Bissaka dứt điểm từ cự ly gần mở tỷ số cho Man United. Bàn thắng thứ hai đến chỉ sau chưa đầy 10 phút sau đó, Greenwood băng xuống bên cánh trái, quan sát tốt và rồi trả ngược cho Rashford thoải mái đệm bóng đánh bại thủ thành McCarthy. Phút 34, mọi thứ càng trở nên tệ hơn với đội khách khi Bednarek lóng ngóng đốt lưới nhà, cố ngăn chặn quả căng ngang của Rashford. Chỉ 5 phút sau, Shaw tạt bóng từ cánh trái cho Cavani bật cao đánh đầu hiểm hóc, hạ gục McCarthy. Tỷ số lúc này đã là 4-0 cho Man United. Phải đến phút 70, Bruno Fernandes có đường chuyền tinh tế loại bỏ hàng phòng ngự của đối thủ. Martial thực hiện tốt khâu dứt điểm, nâng cách biệt lên 5-0. Tuy nhiên chỉ đúng một phút sau đó, McTominay dứt điểm chính xác ngoài vòng cấm, không cho McCarthy cơ hội cản phá. Phút 86, Bednarek phạm lỗi với Martial trong vòng cấm, trọng tài dứt khoát chỉ tay vào chấm phạt đền. Sau gần 5 phút tham khảo VAR, trọng tài Maidin đã rút thẻ đỏ cho hậu vệ này. Trên chấm 11m, Bruno Fernandes với cú nhảy chân sáo đã không mắc sai lầm nào để mang về bàn thắng cho riêng mình. Đúng phút thi đấu cuối cùng của hiệp 2, Martial đã có một pha chọn vị trí chuẩn xác trong vòng cấm và một cú volley cận thành đã giúp tiền đạo người Pháp bỏ túi thêm một bàn thắng nữa, 8-0 cho MU rồi. Đến phút 90+3, khi mọi thứ cứ tưởng như đã an bài thì Daniel James với cú vẫy bóng tinh tế đã khiến cho cơn ác mộng của Southampton bị kéo dài thêm lên con số 9. Đấy mới là kết thúc một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn của Quỷ Đỏ dành cho người hâm mộ ngay tại Old Trafford. VVV Venlo 0-13 Ajax. Phút 12, Jurgen Ekkelenkamp mở đầu bữa tiệc bàn thắng tại Hà Lan. Cầu thủ của Ajax dễ dàng dứt điểm ở khoảng cách gần khung thành. Người kiến tạo cho Jurgen Ekkelenkamp ghi bàn, Lassina Traoré cũng đã tạo dấu ấn đậm nét cho mình ngay trong hiệp 1 khi lập hẳn một cú đúp vào các phút 17 và 32 để giúp Ajax vươn lên dẫn 3-0. Trước lúc hiệp 1 khép lại, Dusan Tadic đã có pha dứt điểm hiểm hóc bên ngoài vòng cấm để giúp Ajax có được cách biệt 4-0 sau 45 phút thi đấu. Sang tới hiệp 2, Ajax vẫn tiếp tục duy trì mạch tấn công và khiến cho thủ thành Van Krooy của VVV Venlo phải hoạt động vất vả.
Traore tiếp tục điền tên lên bảng tỷ số và lập cú hat-trick quá nhanh, quá nguy hiểm. Phút 55, trước món quà không thể giòn hơn từ đồng đội, Anthony đã có cho riêng mình pha lập công, đồng thời giúp Ajax vươn lên dẫn tới 6-0. Adkilen Kham cũng không kém cạnh khi có cho mình một cú đúp với cú đội đầu chuẩn xác vào phút 57. Cách biệt lúc này đã là quá lớn, cho nên đến cả Daly Blind cũng đã thoải mái lên tham gia tấn công và ghi bàn. Phút 65, Traore một lần nữa lên tiếng và ghi bàn thắng thứ tư cho riêng cá nhân anh trong trận đấu này. Được giao trọng trách thực hiện quả đá 11m, thợ săn Claude Jan-Huntelaer đã không mắc bất cứ sai lầm nào, bắt đầu đưa Ajax dẫn với hai con số 10-0 ở phút 74. Cơn ác mộng có vẻ vẫn chưa kết thúc. Chỉ đúng 2 phút sau đó, lại là Huntelaer với pha đệm bóng đơn giản vào lưới trống, nâng tỷ số lên thành cách biệt 11 bàn, thật là không thể tin nổi. Vẫn còn sung sức và muốn nghiền nát đối thủ thêm nữa, Martinez quyết định đặt lòng và khiến cho mảnh lưới VVV Van Lo rung lên lần thứ 12. Ajax đã mãn nguyện với tỷ số, nhưng mà Lassina Traore thì có vẻ như vẫn chưa ưng con số 12 lắm. Phút 87, cầu thủ trẻ sinh năm 2001 đã kết thúc một ngày thi đấu xuất sắc khi ghi bàn thắng thứ 5 cho riêng mình, đồng thời ấn định tỷ số kỷ lục 13-0 dành cho Ajax trước VVV Van Lo. Dundee 0-9 Celtic. Dundee đã nhập cuộc khá tốt nhưng mà họ chỉ giữ sạch lưới được tới phút 15 trước khi Furuhashi ghi bàn mở tỷ số bằng cú dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm. Celtic đã ghi thêm 3 bàn nữa trong hơn 30 phút tiếp theo của hiệp thi đấu thứ nhất, trong đó có Kyogo Furuhashi đã hoàn tất cú hat-trick của mình với 2 bàn thắng ở các phút 40 và 45+2. Bàn thắng còn lại được ghi do công của Jota khi thời gian bù giờ hiệp 1 đã điểm tới phút thứ 6. Lian Abada cũng là nhân vật nổi trội nhất của trận đấu này. Ngôi sao trẻ người Israel mở màn show diễn của mình với một pha đệm bóng cơ bản nâng tỷ số lên thành 5-0 cho Celtic. Phút 55, đứng trước tình huống đá phạt nguy hiểm, sau một hồi cầu diễn đầy đủ, Juranovic đã tung chân rất lực để mà không cho thủ môn Dundee cơ hội nào cản phá. Lại là Abada chọn vị trí hay để lại dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 7-0 khi trận đấu còn chưa bước qua nổi phút 60. Đến phút 77, Abada cũng hoàn tất cú hat-trick cho mình với pha lốp bóng góc hẹp tinh tế. Và Celtic cũng quyết định đóng sổ với bàn thắng thứ 9 do công của Starfelt. Dạo này mọi người đang mốt thắng đậm, mà đặc biệt là 9 bàn quá hay sao vậy ta? Và đó là top 4 trận đấu có tỷ số cách biệt lớn nhất mọi thời đại, toàn cách ít nhất 9 bàn. Thử hỏi xem đối thủ có bị trầm cảm không các anh nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy thú vị, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.